Chào anh em nhé, hôm nay mình vừa mua được nhà khách về một con điều hòa có cả nguồn luôn. Đây, tại là mình đang quay trước mặt anh em. Mình báo công khai cả nguồn là 4 triệu luôn cho anh em nhé. Cả khiến luôn. Đây là mặt ngoài nhé. Trong này, tí nữa mình sẽ lắp vào về cho chạy thử. Đây mặt ngoài đây, cục nóng này anh em này, nóng rất to luôn. Đấy, bây giờ hai anh em sẽ lôi test lại. Con này cần lau đi là sạch anh em ạ. Này. Đấy, con này người ta sơn rồi anh em nhé. Cần lau đi là sạch. Anh em nào lấy con này thì là 4 triệu luôn. Vừa mua được cả nguồn luôn. Bây giờ sẽ test cho là có chạy không này. Vết cắt đã còn mới nguyên này anh em này. Đấy, sẽ treo cái này lên đây. Treo lên rồi cắt ống le ra rồi hàn. Và để test cho nó ok, nóng lạnh hai chiều luôn. Bây giờ anh em sẽ tiến hành test luôn nhé, cục nóng này rất là to anh em ạ. Con này đầu máy chín này, máy chín cục nóng rất là to luôn. Đúng, bẻ ngang ra, đừng làm thế. Bẻ ngang cái ống này ra. Đây lưới ăn sạch luôn anh em này. Người ta mới lắp, người ta không dùng, lưới nó sạch luôn. Để mình quay cho anh em cái lưới lại cái ấy nhá. Cái lưới với lại cái dàn nhá. Thế này anh em này, dàn nó sạch nguyên này anh em này. Đó. Sạch luôn. Để anh em test xem có vấn đề gì không nhá. Sẽ quay cho anh em cả chờ nóng lại luôn. Đấy, cũng nóng hai người khênh khệ nệ. Nóng này có mà chạy tí tã. Đây, con này cục nóng 227 này, 25 cân, cục nóng nặng 25 cân anh em nhé, có biết đầy đủ luôn. Đó, con này chắc là mặt đã được sơn rồi, chắc là cũng là ok rồi. Quay cho nó gọn đấy, mình đốt cháy tủ chết đấy. Tặng cho anh em cái giá treo luôn nhé. Đây là giờ đang test anh em này. Test ok là anh em nào lấy 4 triệu thì ok luôn. Đó. Này anh em sẽ khai ấn quần điều hòa này. Cục nguồn hẳn hai cục nguồn 2K luôn anh em này. 2K. Vẫn chưa ốc tem luôn. Đó. Anh em dùng mệt ngoài luôn. Thấy cũng vừa cắt nguồn đây. 4 triệu năm nay thấy điều hòa cũng lên, nhưng mà mua giá nào thì bán giá đấy anh em nhé, không quan trọng, mua rẻ thì bán rẻ mà mua lên thì bán lên, anh em là ưng thì mua. Đó, Natuna châu bò luôn, dàn đẹp long lanh, lưới lại sạch nguyên này, kinh, cái nhà lắp nó không dùng thì sao. Đấy, lưới rất sạch luôn này, dàn lạnh này, dàn lạnh tuyệt cú mèo luôn. Đó. Rất là ok. Bây giờ mình sẽ để anh em bắt ống vào rồi là cho chạy rồi quay cho anh em nhiệt độ lạnh lại nhiệt độ nóng luôn anh em nhé. Con này hai chiều luôn, test được cho anh em hai chiều luôn. Anh em test luôn trực tiếp cả cục nguồn cho anh em rồi nhé. Đó, đây là mình đang bật chế độ lạnh. Nhiệt độ ra của nó là 13 độ 6 luôn. Đấy, đây là mình đang lắp tại ngoài đường luôn nhé. Đấy, đây dàn bên trong này anh em này. Cho anh em xem dàn bên trong nhé. Mình sẽ đọc model của cái con này luôn. Đây cái mặt của nó đây này. Mình đang tháo ra cho anh em xem quá cẩn thận luôn. Đây model của con này nhé. Model mặt lạnh của nó là 226BB nhé. Còn model cục nóng này 227A này. Đó. Đây là hiện tại là mình đang test chiều lạnh cho anh em. Nước chảy ồ luôn. Cục nguồn vẫn hoạt động rất tốt. Đấy, con này anh em lắp thì mát lạnh luôn. Đây đây là nhiệt độ đầu ra nhé. Mình gài ngay miệng gió thì này anh em này. Đây. Mình gài ngay đây nhé.
Đấy, đây đầu rút ra là 13 độ rồi. Nên là anh em bật trong phòng là ok. Bây giờ mình sẽ test cho anh em chiều nóng nhé. Để xem là nhiệt độ đầu rút ra là bao nhiêu này. Rồi bắt đầu chuyển á. Chiều nóng. Đây rồi. Chuyển luôn cho anh em lên 30 độ. À, 10 luôn. À, ok. Không biết là nóng hay là tự động nhỉ? Giờ mình sẽ chờ nó chạy rồi lại quay cho anh em nhé. Đây hiện tại là đang chuyển. Quay anh em này. Đã 38 độ. Đó. Đây hôm nay là nhiệt độ ngoài trời rất là lạnh đấy. Mà lên được tận 38 độ. Độ C. Là 8 độ 3 này. Đây là chiều nóng anh em nhé. Vậy là anh em nào mà có nhu cầu lấy con này cả nguồn nhé, mình thông báo lại là cả nguồn này, mặt lạnh đây đấy. Mình lại đọc tiếp cho anh em lại mô đen này. Đây dàn mình vẫn kẹp cái đầu ruồi ở ngay đầu dàn đây này. Đó, đây đầu ruồi đây, mô đen của nó thì ở vỏ này rồi nhé. Mình vẫn đọc lại cho anh em để anh em biết này. Gia cổ rất là ok luôn đấy. 226VB nhé, cục nóng này, 227A nhé. Đó. Một bộ gồm một cục nguồn này, cục nóng này, lạnh này. Đây là mặt lạnh thì mình quay cho anh em từ lúc đầu nhé. Mặt lạnh thì chắc chỗ này người ta gãy, người ta hàn này anh em. Đó. Quan trọng là chất lượng thôi. Còn như vỏ thì chắc là người ta vận chuyển này, người ta sơn lại. Đó. Thì là gồm một cục nguồn, một mặt lạnh và cục nóng này. Cục nóng thì tương đối là đẹp, cục nóng rất là sáng sủa luôn. Dàn cục nóng thì đã được anh em trải suốt rồi. Đây dàn rất là đã trải suốt, anh em được về lắp lên thôi, tất cả các chức năng vẫy đều ok. Khiển thì mình sẽ tặng cho anh em một cái khiển tàu thôi, còn cái khiển này để mình chết máy. Đó. Thì anh em là có nhu cầu là 4 triệu cả nguồn và mặt nóng mặt lạnh. Đó, thì video này mình xin dừng tại đây. Đây sẽ là một con video về điều hòa đầu vụ luôn của mình nhé.